Vâng, trước mặt các bác hôm nay, Lê Tuấn lại lên một video để các bác chiêm ngưỡng cũng như bình luận đánh giá. Và không chờ đợi lâu, trước mắt các bác chúng ta là một siêu phẩm International. Trong xe này của Nhật Bản, xe này 6 máy, 676 đó nha, 6 máy. Trước hết thì một màu đỏ huyền thoại của em nó, mang tính chất tức là độc đáo, đặc biệt, riêng của mỗi dòng xe. Nhưng hôm nay, trước hết, em xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến kênh của em và các bác đang xem. Em xin chúc các bác một chiều Chủ nhật hôm nay vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Có những bác tầm này thì đang tiếp tục một tầng 2 hoặc tầng 3. Nhưng có những bác thì buổi trưa chúng ta đi rồi, chúng ta về nghỉ, các bác đang xem. Thì em mời những bác thích dòng International. Đó. Còn trong kênh của em thì Ford, rồi Belarus, Bayet, Chibora, Kubota, rất nhiều. Nhưng hôm nay là ít khi mới có, tức là dòng xe National. Đấy, 676 này, 6 máy các bác nhá, và một cầu đang riêng nguyên của em nó. Thì xe đã về đây, đây các bác này. Đấy, xe đã về đây. Thì các bác cùng em giới thiệu, tức là xe này National 676 đang nguyên một cầu các bác nhá, đang riêng nguyên này. Thứ hai là có thắng hơi này, rồi có một chiếc mọc các bác nhá, có một chiếc mọc. Và trong chiếc mọc này là một số cầu 5 tấn xịn sò. Mọc này phải nói, em nói các bác như vậy, nó hơn các loại khác một chút, bởi vì đặc biệt. Bởi vì đặc biệt hay không thì em mời các bác tiếp tục. Chúng ta đi vào cái đầu xe này là có cặp kiếm hai cu. Người mà có hai cu này thì chắc chắn là các chi chạy luôn. Nhưng mà xe mà hai cu thì chắc chắn là tuyệt vời, đúng các bác. Và xôi một tí nữa thì em báo giá cho các bác nha. Thì trước hết là chúng ta đi vào cái vấn đề cái đầu của em National, đi đổ led luôn các bác nha, đổ chót luôn, đẹp. Rồi, có bình hơi luôn các bác này. Đây, zin này, zin này. Đây các bác theo dõi nha. Đây, bình dầu, nắp dầu còn zin luôn. Và đèn các bác nha, đèn này. Bởi vì tối quá các bác nha. Đấy, tối mà mưa cho nên là em phải ấy một tí, các bác thông cảm cho em. Nhưng mà vẫn sáng, đẹp này. Đèn zin, hết nguyên chỉnh. Rồi từ cái này zin này, tất cả mọi cái đang nguyên si, nguyên bản của em đầu National. Đấy, Nettino. Chiếc này cặp kiếm còn nguyên. Thứ hai nữa là có cả một cái móc ngoặc độ cho các bác, khỏi như cù tùa. Rồi các bác nha. Và thế này vỏ thì cũng kém một chút, nhưng vỏ zin theo xe. Đó. Đây các bác nhìn, các bác biết rồi. Bác nào đang còn thích dòng này thì đi cùng với em các bác nha. Rồi ok, đùi to rất chỉ là đẹp, đang nguyên thủy. Rồi đi về phía này thì yên đang nguyên. Đây các bác này, nhìn cái trong cái bộ buồng lái cực kỳ đẹp, đang nguyên. Đó. Thứ hai các bác nhìn cái mặt thờ của em nó luôn. Đây, đẹp không? Đó. Hôm nay em kịp thời cho các bác, để cho các bác ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp của em nó. Thứ hai nữa là dây này các bác này, là cái đèn này mà hư mất này, tiếc không? Rất tiếc các bác nha. Bởi vì khó lắm, bởi vì xe là đi cày rồi gốc cây các bác. Đấy, khó. Đây dây hơi đang còn này. Đây, và đây đồng hồ hơi còn luôn này. Đây công tắc này, bình hơi này. Đấy, tất cả đang đầy đủ. Và 6 máy các bác nha, 1 2 3 4 5 6, 6 máy. Rồi bình hơi rất gọn, đẹp và đẹp cực kỳ. Nói chung xe này là không có chê một điểm nào, từ giò gà cho đến ốc đang nguyên si bảy màu các bác nhá. Đây đang nguyên si, đây tuyệt vời. Đây, có những cái chấm đổ với cái làm phần này rất đẹp. Trên này ống đổ nước nắp đang riêng, bộ thành bộ lão. Rồi bắt đầu mưa rồi các bác nhá. Đấy, nhưng mà không sao, em vẫn tiếp tục. Tối một tí các bác tranh thủ rồi ngày mai em lên tiếp, em review lại cho sáng rủa cho các bác nó đẹp hơn nữa. Đây đèn đang nguyên luôn nhá. Đấy, mặt nạ. Rồi đây cầu trước. Đấy, đang nguyên thủy. Rồi tối mất rồi các bác ơi, các bác thông cảm, để mưa tối quá. Rồi đây các bác này, đấy bên này. Đấy. Đấy tối quá. Đây các bác này, mưa kìa. Đó, mưa chưa?
Đấy, cho nên là tối có thôi lỡ rồi em, bây giờ mới được mấy phút, 5 phút rồi. Rồi đây này, bạn này, đấy, 6 máy. Đấy. Tối này, tối hết, 6 máy. Đây các bạn, 6 máy. Đây. Cái con heo của nó mà nó râu ria kia, rất đơn giản. Khủng khiếp luôn, nó lăng ngoằng hơn phô nhiều, kinh khủng. Đây các bạn này, lọc dầu nha. Đấy, rồi đây đề này. Úi giời, cụ đề bự. Chìm dãi to đùng, đây 676. Rồi đây. Rồi mưa các bác, mưa to. Rồi. Bốn đèn còn riêng nguyên bác. Đèn còn nguyên. Đây. Đẹp chưa? Đây. Rồi cái đèn này cũng vỡ mất rồi các bác này. À cái đèn đang còn này, đẹp này. Đây. Đang còn luôn, kiếng đang còn luôn. Đó. Đây. Rồi bên này có một cái này rất đẹp này. Đó. Loại nói chung là đang riêng hết các bác. Đang nguyên. Bắt tư này. Đây. Nguyên si hết. Báo cáo các bác là từ cu sới cho đến tất cả bên ti đang đầy đủ. Rồi, quay sang chiếc mọt. Số zin. Các bác nha, số hiện đại luôn. Rồi, móc mọt đầy đủ. Chữ A, xịn sò. Rồi, cầu 5 tấn, 4 vỏ mới. 2 ti biên. Thắng hơi, cắt lốc cây đầy đủ. Các bác nha, cắt lốc cây 2 tầng nhiếp đặc. Tất cả mọi cái đang nguyên xin với bạn. Đó. Vỏ đẹp luôn. Mưa to quá. Khủng khiếp luôn. Đấy các bác. Đẹp không? Các bác nhìn thanh này. Thắng lư. Chiều này 1m9 phù bì. Chiều ngang 3m. Chiều dài 3m này, dài 3m, ngang 1m9, cầu 5 tấn, thắng hơi, cắt lốc cây, 2 tầng tư biệt, đèn kèn xi nhan đầy đủ. Chấm hết, không có một cái gì. Quá đẹp luôn. Rồi tặng cho các bác luôn một cái bứng, không còn gì để nói. Cứng cư. Báo các bác là dày một phân nhé. Dày một phân. 5 ly dày một phân. Tất cả mọi cái dày. Đây. Các bác thấy không? Đấy. Xin chào. Đây. Dày một phân luôn. Rồi. Vỏ của nó là đi 8, 25, 20. Đây, đẹp không? Rất đẹp. Đây các bác. Cực kỳ đẹp. Không còn gì để nói. Rồi, và mưa quá các bác. Vâng, và cuối cùng thì mưa, em ống thịt xin dừng tại đây. Xin chúc các bác mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Các bác cho em một like. Bạn nào chưa đăng ký, tiếp tục đăng ký. Để các bác đến tầm phân khúc nào, các bác hãy điện thoại cho em 0394 326 198. Em hãy dẫn các bác đi mua, các bác nhé. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp các bác video sau.